Để em chào tất cả các cô chú anh chị em đã quay lại với kênh Hiếu Mán nhé. Hôm nay em giới thiệu các bác đàn chó con này. Ở đây có mấy con này, toàn hàng loại đẹp này. Còn con vện này là vện cái này. Đấy, vện cái này. Vện cái cọc cọc quýt. Vện cái đẹp chưa? Nào con này bình. Vẫn còn con đực này nữa, đực đen này. Đấy. Đực đen xù này. Đen xù to, đuôi to đẹp. Đấy, con đực đỏ xù này. Đấy. Đực này trắng đực. Đấy, với con đực này thì em để lại này. Để lại làm giống thay bố này. Đây con đực này. Đây, đầu to như này mà. Đầu to kinh khủng mà. Đấy. Con này em để giống rồi. To đẹp lắm. Nào. Nào. Đánh nhau giỏi. Tránh nhá. Nào. Hả? Đây được cục quýt này. Cục tịt ấy. Cục tịt, được cục tịt này. Được cục tịt. Được cái cục họ này. Nhìn mặt đẹp chưa? Đấy. Khiếp hồn luôn. Đấy. Đang được cái mặt đẹp cực nhiều nữa. Đây, đây, đấy. Đấy, nhìn chưa? Mặt kìa. Úi xời, ông kia ông đi vào đấy ị ỉa. Còn đấy cũng là đực, đực quýt. À, đực thỏ. Đực thỏ, đực tiệt này. Đấy. Và con tứ túc mai hoa này, vẫn còn này. Đây, con xù tứ túc mai hoa này. Đấy, vẫn còn nguyên này, tứ túc mai hoa. Nào, thôi. Và ăn đực trắng này, xưa nãy chưa được ăn này, top teo hết rồi. Nào, đực đen này, đực hai cái con này, đánh nhau, ghê chơi à, xù với cọc, đực đen tuyển luôn nha, đấy. Đẹp cực luôn, con cọc này, cọc thỏ đực này, ghê gớm phết này, cuộc chiến này, đi ra, đẹp lắm nha, kìa, mặt như một cái tổ ong luôn, đấy. Người thích chọn con nào? À, con này mày vào gây sự mấy con trong à? Bé tí mà ghê gớm à? Rồi đánh nhau con to à? Đấy, con đực này em để giống á, đực giống. Hai cậu cái đẹp chưa? Một tịt này, một thỏ này, đực nhá. Cục cái này. Cái vện này, vện đẹp chưa? Đẹp. Đen được tuyển màu nha. Đó, con đỏ tứ túc mai hoa kìa. Đỏ tứ túc mai hoa và hai con này. Hai con đỏ này giá hợp lý đâu, không căng lắm đâu. Đấy. Còn con kia lông dài à? Đấy, hai con đều lông khá. Nó không phải dài hẳn đâu. Nó vừa tầm thôi, nó không dài hẳn, không ngắn hẳn. Còn con đực to cái này là dài hơn rất nhiều luôn. Được cái tứ túc mai hoa nó đều nha. Cái con này tứ túc mai hoa rất là đều. Đều, bốn chân đều luôn. Con đực đen này thì xù kinh ơi là kinh này. Xù tít mù luôn, rất là đẹp luôn. Đây cái con này. Con này cũng xù dài này. Trắng ngực này. Đi phân đẹp chưa? Nào. Đen. Bẩn đấy. Nhờ kia đầu thủ này. Đầu thủ nó chưa? Đấy. Thủ nó kìa. Thủ đẹp chưa? Con này cũng thủ đẹp này. Đây con này đẹp này. Đầu này. Đấy. Đẹp lắm nha. Trở lên tay. Đây. Cục. Trắng ngực. Cái con này cũng xù dài này. Cái con này nó trắng ngực này. Con đực xù này. Bẩn chúng mày sốt thế nhỉ? Đi so. Đấy. Đấy,
các bác chọn con nào, chọn đây có mấy con này. Đây có hai con cọc này, hai cọc một tịt và một kịt và một quýt này. Ít ra. Con cọc vệ cái này. Con tới túc mai hoa đực này. Con đỏ đậu đực này. Con đen đực này. Đấy. Đấy. Đấy, mọi người chọn con nào thì ơi em qua số điện thoại 0777516333. Đấy, số điện thoại em. Rất là đẹp luôn. Mấy con này rất là đẹp luôn. Đấy. Được hết nhá. Có mỗi con cọc vện là cái thôi. Cọc vện là cái thôi. Con này này, con này to, đẹp. Đấy, con tứ túc mai hoa đều cực luôn, tứ túc mai hoa. Con này tiêm 2 mũi để run hết rồi mọi người nhá. Ok hết rồi, chỉ việc nuôi thôi. Nào, con điện, đi ra. Đấy, mấy con bác chọn nào chọn nhá. Nào. Cọc có, xù có. Đều ok hết nhá. Đấy. Nhắc lại mọi người này. Ở đây có hai con đực xù này. Đây đực xù một con tứ túc mai hoa thạch thủ móng cổ này. Con này trắng ngực này. Con này vện cái này. Con này cọc thỏ đực này. Con kia là cọc tịt đực này. Con xù này thì em để nuôi này. Con này đực đen đây. Đấy. Ok. Đây. Vừa rửa chuồng trại xong. Rồi, ok em dừng video em đi cho bọn nó ăn đã đây. Mọi người chọn thì cứ với em qua số điện thoại 0777516 nhé. Bây giờ đang xem thì cho em một nút đăng ký nhé. Còn chưa đăng ký cho em nút đăng ký. Và đăng ký rồi like chia sẻ kênh cho em. Rồi, ok, em chào mọi người nhé. Em hẹn mọi người video sau nhé.